Các bạn, đây là toàn cảnh giải đua võ Composite toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 diễn ra tại Cần Thơ nha các bạn. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2020. Ở đây là công tác chuẩn bị nha các bạn. Các bạn thấy không, chùm vịt nè, rồi vỏ lãi nè, rồi máy nè, rất là nhiều nha. Ta đang chuẩn bị, các đội ta đang sắp xếp để chuẩn bị, ta thử máy, thử vỏ để mà đăng ký với ban tổ chức để ngày mai 14 tháng 1 năm 2020 sẽ bắt đầu đua nha các bạn. Đây các bạn thấy không, những chiếc vỏ lãi được làm từ composite nha. Đó, nguyên một cái hàng vỏ rồi nguyên một cái hàng máy luôn, màu vàng với màu cam nha. Tôi sẽ quay toàn cảnh cho các bạn coi.